Về dự lễ khai giảng và tặng hoa chúc mừng năm học mới ở trường Trung học phổ thông của Huy Cần, có đồng chí Võ Đình Quang, ủy viên ban thường vụ trưởng ban dân vận huyện ủy, đại diện lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo, hội khuyến học, khuyến tài huyện, lãnh đạo các địa phương, ban đại diện hội cha mẹ học sinh nhà trường. Năm học 2023-2024 được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, sự nỗ lực của cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh nên trường Trung học phổ thông củ Huy Cần đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Nổi bật là năm học 2023-2024, nhà trường có 35 em học sinh giỏi tỉnh, một em đạt giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn ngữ văn. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, có 174 trên 174 học sinh dự thi và đậu tốt nghiệp đạt tỷ lệ 100%. Trong đó có 4 học sinh đạt điểm 10, xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, có 10 học sinh đạt từ 28 điểm trở lên, 27 em đạt 27 điểm trở lên. Trong năm, trường có 14 em học sinh ưu tú được kết nạp vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Với chủ đề kỷ cương trách nhiệm đổi mới không ngừng, nâng cao chất lượng, năm học 2024-2025, trường Trung học Phổ thông Cù Huy Cận tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa nhà trường, đảm bảo an toàn trường học, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, kỹ năng sống, tư vấn học đường gắn với việc xây dựng và phát huy hệ giá trị bản sắc văn hóa con người Hà Tĩnh. Giáo dục học sinh lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, khơi dậy trong các em khát vọng cống hiến xây dựng quê hương đất nước phồn vinh hạnh phúc. Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục học sinh. Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn trình độ đào tạo, có phẩm chất tốt, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, tiếp tục đổi mới các phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá tích cực đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh, có các giải pháp mạnh mẽ ứng dụng giáo dục STEM vào dạy học, tổ chức ôn thi đối với học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 thi học sinh giỏi tỉnh, thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính trong nhà trường, tham mưu với tỉnh và huyện để xây phòng bộ môn đáp ứng đạt chuẩn quốc gia, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong quản lý giảng dạy và học tập. Phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030, tập trung tuyên truyền công tác triển khai các chỉ thị, nghị quyết, chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, sách giáo khoa, gương người tốt việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến trong giáo viên và học sinh. Dịp này, đồng chí Võ Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội khuyến học khuyến tài huyện, lãnh đạo các địa phương, ban đại diện hội cha mẹ học sinh đã tặng hoa chúc mừng cán bộ, giáo viên và học sinh trường trung học phổ thông của Huy Cận nhân ngày khai giảng năm học mới 2024-2025.